Nếu ai theo dõi vợ chồng bà Nhân Vlog sẽ biết cặp đôi đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuẩn bị ngày chào đón rồng con. Tuy nhiên, gần cận kề ngày vượt cạn, nữ YouTuber lại bất ngờ chia sẻ phải đến bệnh viện gấp vì cơn đau cổ tay kéo dài. Theo tiết lộ của nàng dâu Nhật, từ một tuần trước ống tay có biểu hiện nhức mỏi, cô cùng chồng có nhờ bác sĩ phụ sản kê thuốc cho uống nhưng không thuyên giảm. Bất lực, bà Nhân Vlog quyết định đến bệnh viện ngoài dù biết ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé. Sau khi thăm khám và được truyền thuốc, nữ YouTuber cho biết chỉ là liệu pháp tạm thời. Nếu tình trạng vẫn kéo dài có thể dùng biện pháp để can thiệp sâu để loại bỏ nguyên nhân bên trong ống cổ tay. Điều này khiến dân tình hết sức lo lắng vì bà Nhân đã cận kề ngày lâm bồn. Cũng trong đoạn video này, thần sắc của đôi vợ chồng hết sức tiều tụy. Theo nữ YouTuber, cả hai đã mất ăn mất ngủ hơn một tuần nay vì cơn đau nhức kéo dài, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho nàng dâu Việt. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà chưa được bao lâu, bà Nhân Vlog lại khiến dân tình được một phen bàng hoàng vì không kiêng cữ gì. Theo đó, bà Nhân Vlog đăng tải đoạn clip thoải mái ăn rau sống, kim chi những món ăn được cho là không tốt cho bà bầu. Chưa hết, cảm thấy băng định hình vướng víu, cô còn chẳng ngại vứt bà nó đi trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Động thái của nữ vlogger được mọi người đánh giá là có phần lì vì phớt lờ những góp ý chân thành của mọi người. Trước đó, sau khi thông báo mang bầu, bà Nhân khiến dân tình hoang mang khi làm clip ăn 20 trứng vịt lộn. Đây cũng không phải là lần đầu bà Nhân khiến dân tình lo lắng. Cách đó vài ngày, cô còn thoải mái chia sẻ đoạn video ăn mực nướng sốt cay vì sợ sinh xong phải bóp mồm bóp miệng kiêng cữ lâu. Mặc khuyên ngăn, mẹ bầu vẫn cứ khăng khăng cho rằng thèm gì thì cứ ăn thoải mái. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số khác lại lên tiếng bênh vực cho rằng mỗi người có quan điểm riêng. Về phần bà Nhân, trải qua khoảng thời gian dài cầu con, ắt hẳn nữ YouTuber đã tìm hiểu kỹ và biết đâu là những điều tốt nhất cho nhóc tì trong bụng mẹ. Nhiều khán giả cho rằng dù không chia sẻ nhiều nhưng tinh ý phát hiện bà Nhân Vlog thường xuyên đi thăm khám theo dõi tình hình thai nhi để đảm bảo cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Trước đó, bà Nhân Vlog cùng chồng cũng đi khắp nơi tìm hiểu về bệnh viện tốt nhất chờ ngày lâm bồn. Cô nàng không ngại chốt đơn phòng VIP 5 sao khiến ai nấy đều suýt xoa. Bên cạnh đó, sau khi tìm hiểu hết tất cả các dịch vụ cho công chúa nhỏ, bà Nhân còn mạnh tay chi 100 triệu để lưu trữ tế bào gốc cho em bé. Bà Nhân Vlog, tên thật là Đức Nhân, sinh năm 1995, quê ở Khánh Hòa, là nữ YouTuber khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Bà Nhân Vlog chia sẻ trước đây cuộc sống của cô không mấy khá giả, song nhờ làm YouTube mà ngày càng đổi đời. Với thu nhập ổn định, bà Nhân từng đáp trả dư luận khi bị nhận xét ăn bám chồng giàu bằng cách chi luôn 3 tỷ để cọc miếng đất. Chưa kể trước đó, cô cũng đã mua tặng mẹ căn nhà với giá 2,7 tỷ, chưa tính tiền sửa sang. Nhắc đến bà Nhân Vlog, nhiều người chắc hẳn vẫn còn nhớ đến drama chữa hiếm muộn xảy ra với bác sĩ Cao Hữu Thịnh từng gây nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Sau drama này, bà Nhân Vlog và chồng người Nhật đã tạm lánh về Nhật Bản một thời gian để ổn định tinh thần, sức khỏe. Để tiếp tục hành trình tìm con, đến nay, sau 6 năm ròng rã trên hành trình tìm con, vợ chồng bà Nhân Vlog đã thực sự hái trái ngọt.